Thưa quý vị và các bạn, theo quan niệm Á Đông nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung thì lễ cưới hỏi được xem là một trong những việc trọng đại một đời người và của mỗi một gia đình. Tuy vậy thì nhằm đề phòng lây nhiễm dịch COVID-19 ra cộng đồng, những ngày qua, ở nhiều phường xã trên địa bàn thành phố, nhiều cặp đôi đã hoãn tổ chức đám cưới hoặc tổ chức lễ thành hôn gọn nhẹ để hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thanh Bằng, Đăng Thắng. Mặc dù chuẩn bị xong xuôi lễ thành hôn của con gái, song được địa phương tích cực tuyên truyền vận động, thực hiện nếp sống văn minh, lồng ghép phòng chống dịch COVID-19 và bản thân gia đình cũng không mong muốn ngày vui của con trở thành hệ lo, nên gia đình ông Nguyễn Tuấn Lại và bà Phùng Thị Thủy ở tổ dân phố Đồng Cửa, phường Lê Lợi đã quyết định tổ chức lễ cưới cho con, rút gọn các nghi thức. Tiệc cưới được hai bên gia đình tổ chức gọn nhẹ, đơn giản mà vẫn ấm cúng trang trọng. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 giờ đồng hồ, nhưng gia đình cô dâu chú rể đã tổ chức xong từ lễ ăn hỏi đến lễ cưới. Mỗi bên gia đình nhà trai và nhà gái chỉ đại diện chưa đến 10 người để đi đưa đón dâu, không tổ chức tiệc mặn, chỉ tổ chức tiệc ngọt. Cô dâu mặc áo dài truyền thống. Cũng tại đây, những người được mời đại diện dự đều thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn để tự bảo vệ sức khỏe bản thân, giảm thiểu thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh. Trước cái tình hình COVID này thì gia đình cũng thực hiện theo cái chính sách của chính phủ, cái thứ nhất. Cái thứ hai là để phòng cho bản thân mình và cùng xã hội thì gia đình tôi cũng đã tổ chức là ngắn gọn, lại chỉ trong nội bộ trong gia đình hai bên nội ngoại để ăn hỏi và đón dâu.